Chào các bạn, hôm nay mình làm món bánh lá dứa. Thì mình làm theo cái cách làm bánh ống lá dứa đó, mà không có cần khuôn bánh ống. Thì để làm món này, ở đây mình có là 200 g bột gạo, là bột gạo tẻ đó, 50 g bột nếp. Thì cả hai loại bột luôn á, là mình dùng 250 g. Có bột nếp thì bánh mềm hơn, còn không có thì các bạn dùng hoàn toàn bằng bột gạo cũng được nha. Đây là 50 g dừa nạo. Dừa nạo thì mình mua cái loại dừa gám á. Cái dừa khô thì cũng được, nhưng mà nó không có ngon bằng dừa gám này. Đây là nước lá dứa. Mình dùng 100 ml. Mình vắt cái nước lá dứa hơi đậm đặc xíu để nó có cái màu đẹp và nó thơm hơn. Rồi đây là đường. Đường thì mình dùng là 100 g. Mình dùng thêm xíu muối nữa nè. Nguyên liệu đã xong rồi, bây giờ thì mình sẽ đi trộn bột. Bây giờ mình cho hai loại bột vào chung với nhau. Đây là 200 g bột gạo. Rồi đến bột nếp nè, 50 g. Nước lá dứa thì mình cho xíu muối vào đây nè. Rồi mình cho đường vào luôn. Mình khuấy cho nó tan đều ra. Thì nước lá dứa là 100 ml đó, cộng với là 100 g đường thì nó ra tầm 200 ml nước nha. Mình khuấy cho đường nó tan ra hết rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ cho cái nước lá dứa vào bột từ từ để mình trộn. Đó, mình múc từng muỗng mình gửi từ từ vào thôi. Gửi nước lá dứa từ từ vào, mình vừa cho vào mình vừa trộn đều nha. Nói thì các bạn làm từ từ á, thì cái bột của mình á nó sẽ được mềm xốp hơn. Bột mình trộn đều cho đến hết cái phần nước lá dứa, thì lúc này cái bột của mình á bắt đầu nó quấn những cái cục nhỏ nhỏ này các bạn, nhưng mà mình bóp thì nó tan ra. Đó, bây giờ thì mình sẽ đi cho cái bột này qua gây nha. Mình cho bột mình chà qua gây. Gây bột xong như vậy nè. Thì bây giờ mình sẽ cho dừa nạo vào mình trộn đều nha. Đây các bạn, dừa nạo. Mà mình dùng cái dừa gám á. Trộn với dừa xong thì cái bột của mình hơi ướt các bạn, thì mình chà thêm một lần qua gây nữa để cái bột của mình á nó được mịn đều hơn nha. Trộn với dừa xong thì mình chà qua gây lần nữa thì cái bột của mình nó tơi đều như vậy nè. Thì bây giờ mình đi hấp được rồi đó. Để hấp cái bánh này á, mình không có cái khuôn bánh nóng lá dứa, cho nên mình sẽ dùng những cái chén. Đây, những cái chén nhỏ nhỏ như nè, chén nước chấm đó. Rồi hoặc là các bạn dùng ly cũng được. Đó, mình dùng những cái ly, cái chung của mình nhà có cái gì đó thì mình cho vào cái đó mình hấp. Mùi rất là thơm.
mình múc bột mình cho vào hết những cái ly hoặc là cái chén đó, rồi mình đem đi hấp rất là dễ luôn. Giờ mình đậy nắp lại. Mình sẽ hấp bánh này với lửa vừa. Mình hấp là 30 phút nha. Trong lúc hấp thì lâu lâu mình mở nắp ra, mình xả hơi nước một lần nha. Đó, giờ cái bánh nó trong trong gì nè, là nó đã chín rồi đó. Giờ mình lấy bánh ra. Các bạn mình dùng nĩa mình lấy bánh ra như vậy nè, rất là dễ luôn. Lâu lâu mình làm lần á các bạn, mình không có khuôn thì mình làm theo cách này, ăn nó cũng rất là tiện. À đây, bánh nguội bớt nè các bạn, rất là mềm xốp, mùi thì rất là thơm. À, bạn nào thích ngọt và béo hơn thì cho thêm cái dừa nạo vào, rồi cái đường muối mè đó. Bánh mềm xốp, thơm ngon, béo béo vừa nạo, ngọt ngọt của đường, ăn ngon lắm luôn á. À, đến đây thì cái món bánh đá dứa mình đã làm xong. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Cuối lời thì mình xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha.